Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Mỗi dịp tháng năm về, người Việt Nam tại Toronto, Canada lại thích thú chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ. Với chủ đề sắc màu văn hóa bốn phương, Liên hoan Thiếu nhi quốc tế VTV 2019 hướng trẻ em tới những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương đất nước. Câu chuyện về nhóm chụp ảnh cưới miễn phí cho người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Thiện Tâm Charity. Thưa quý vị, vừa qua chùa Giác Nguyện, thành phố Brno, Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con tại vùng này, thể hiện tấm lòng tôn kính của người con Phật đối với ngày lễ trọng đại, ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quang Lâm chứng minh đại lễ có Đại Đức Thích Trung Không, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo thọ sư chùa Giác Minh Praha, Cộng hòa Séc, Đại Đức Thích Trung Đạt, chùa Nhân Hòa, Ba Lan, Sư cô Thích Pháp Như, Giáo thọ sư chùa Giác Đạo, Cộng hòa Séc cùng đại diện các hội đoàn, quý thiện nam tín nữ Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tại thành phố Brno và các vùng lân cận. Sau lễ khai mạc, toàn thể Phật tử, khách quý đã thành tâm hướng về tôn tượng đản sinh, thực hiện nghi thức dâng hoa, khánh đản và cùng gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống an yên, hạnh phúc. Các chư tôn Đức Chứng Minh cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức Phật đản truyền thống trong niềm chí thành, chí kính của những người yêu kính Phật. Lễ hội văn hóa, truyền thống và ẩm thực của các dân tộc thiểu số sống ở tỉnh Utesky, vùng Bắc Cộng hòa Séc đã được diễn ra vừa qua tại quảng trường Lidické ở thành phố Uský nad Labem, với một chương trình phong phú dành cho những người tham dự, gồm trình diễn nhạc, múa hát và giới thiệu các đặc sản của các dân tộc như là Slovakia, Nga, Hungary, Ukraine và Việt Nam. Đây là năm thứ 5 lễ hội này được tổ chức. Theo ban tổ chức, mục đích của lễ hội nhằm lưu ý tới các dân tộc thiểu số đang sống ở tỉnh và giới thiệu họ với xã hội của Séc. Nhân dịp này, Ủy ban dân tộc thiểu số tỉnh Utesky cũng trao giấy khen cho những học sinh trung học tốt nhất của cộng đồng người nước ngoài trong tỉnh, trong đó có cháu Nguyễn Lan Chi là học sinh trường chuyên thành phố Teplice có nhiều thành tích trong học tập. Tham dự lễ hội năm nay, cộng đồng người Việt Nam nơi đây đã trưng bày những hình ảnh về Việt Nam và chương trình ca múa nhạc do chị em và cộng đồng người Việt ở thành phố Uský nad Labem thực hiện. Họ đã để lại ấn tượng tốt cho người dân bản địa về sự hội nhập ngày càng tốt vào xã hội Séc nhưng vẫn không quên bản sắc của dân tộc. Cứ vào khoảng giữa tháng 5 hàng năm, thì người dân tại thành phố Toronto, Canada lại háo hức đi đến công viên lớn nhất Toronto để ngắm hoa anh đào. Trong đó có nhiều bà con người Việt đến đây để ghi lại những hình ảnh đẹp cùng gia đình và bạn bè. Đây là mùa hoa anh đào nở rộ tại công viên Hyde Park, thành phố Toronto, Canada. Rất đông khách tham quan và bà con người Việt đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa anh đào, loài hoa quý hiếm tại thành phố này. Những cây hoa anh đào Sakura được nước Nhật Bản trao tặng cho thành phố Toronto vào năm 1959 và được trồng tại công viên Hyde Park. Cho đến nay, công viên này vào mỗi dịp xuân hè đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng nhất của Toronto, thu hút hàng vạn khách tham quan. Mình ở Toronto thì cả một cái mùa đông vừa rồi đã là cả một cái mùa đông rất là dài rồi, và cái mùa hoa anh đào nó như là cái dấu hiệu của cái mùa xuân mùa hè nó đến, và mùa xuân mùa hè ở Toronto nó rất là đẹp. Mình nghĩ là không phải tự nhiên mà người ta gọi nó trở thành một cái festival, nó là Cherry Blossom Festival ở Toronto, và thế nên là đây là một cái dịp mà có thể rất là tuyệt vời để ngắm và để tận hưởng cái bầu không khí rất là trong lành, và cái hoa thì rất là rực rỡ, rất là riêng của hoa anh đào. Đây là lần thứ hai tôi lại quay lại đây, và tôi nghĩ là hình như đây là một cái lễ hội đặc trưng của người Toronto, và nó là một cái gì đấy, nó rất là đẹp, nó giống như kiểu một cái sự văn hóa của cái người bản xứ, nên là mình nghĩ rằng nếu mà ai mà đến Toronto ấy mà không đi đến cái VIP Hyde Park và trong cái mùa hoa anh đào này, nó là một sự thiếu sót không hề nhẹ. Đối với những người Việt đã sống ở thành phố này,
thì việc cùng với gia đình và bạn bè đến với Hyde Park ngắm hoa anh đào đã trở thành niềm vui không thể thiếu. Còn đối với các du học sinh Việt Nam mới đến thành phố này thì đi ngắm hoa anh đào là dịp được các bạn vô cùng mong chờ. Khi mà mình nghe bạn bè nói là vào đây cuối tháng 4 đầu tháng 5 ở đây có rất là nhiều các loài hoa nở, đặc biệt là hoa anh đào ở công viên Hyde Park, thì mình đến đây nhìn thấy hoa rất là đẹp. Cũng có rất nhiều người đến đây chụp ảnh và mình thấy cũng có rất nhiều du học sinh đến đây. Thì mình cũng muốn có một bộ ảnh chụp của riêng mình. Có thể thấy cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng tại thành phố Toronto, Canada mỗi dịp xuân hè chưa bao giờ kém hấp dẫn với người dân bản xứ và người Việt đang sống ở thành phố này. Vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Quốc lập Thành Công, Đài Loan, Trung Quốc đã cùng nhau tưng bừng tổ chức hoạt động thường niên Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2019. Tại chương trình, Hội Sinh viên đã giới thiệu đến bạn bè Đài Loan và các sinh viên quốc tế khác đang học tập và sinh sống tại Đài Loan những món ăn đặc trưng của ba miền Việt Nam như chè bắp Sài Gòn, xôi xéo Hà Nội, gỏi cuốn miền Tây, cà phê sữa đá, chanh muối. Hơn 300 thực khách Đài Loan và quốc tế đã thích thú thưởng thức những hương vị lạ và được giới trẻ Việt Nam ưa thích. Trò chơi nhảy sạp cũng thu hút các bạn quốc tế tham gia. Ngoài ra, du học sinh cũng thiết kế một khu vực triển lãm tranh đồng hồ, trang phục truyền thống, tạo điều kiện cho người xem có cơ hội mặc trang phục truyền thống Việt Nam và chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra, tuần văn hóa năm nay đã tổ chức thành công các hoạt động thể thao như giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và thu hút rất đông vận động viên là du học sinh tại khu vực Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc tham gia hưởng ứng. Liên hoan Thiếu nhi quốc tế VTV 2019 là sự kiện thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với mục đích giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa thiếu nhi các nước. Tiếp nối thành công rực rỡ của Liên hoan năm 2018, năm nay khu vui chơi giải trí Vinpearland Nam Hội An, nơi hội tụ những nét đặc trưng văn hóa truyền thống ba miền Bắc Trung Nam, được chọn là nơi chào đón thiếu nhi quốc tế đến với Việt Nam. Nơi đây được mệnh danh là điểm giao thoa văn hóa Đông Tây, tái hiện khung cảnh giao thương tấp nập tàu thuyền phồn vinh của một bến cảng Hội An xưa. Năm nay sẽ có 8 đoàn thiếu nhi tham gia là Hàn Quốc, Indonesia, Liên bang Nga, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam. Với chủ đề sắc màu văn hóa bốn phương, liên hoan hướng trẻ em tới những nét đẹp văn hóa quê hương đất nước, truyền cảm hứng để các em biết trân quý và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, cũng như khám phá sự phong phú đa sắc màu văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của liên hoan, các đoàn thiếu nhi Việt Nam và quốc tế sẽ được trải nghiệm các hoạt động chính như tham quan River Safari, trải nghiệm các nghề truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Thưa quý vị, nhà thơ Huy Cận là một trong những cây đại thụ của nền văn học Việt Nam hiện đại, với một sự nghiệp sáng tác dồi dào không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, sáng ngày 30 tháng 5, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ lão thành cách mạng Cù Huy Cận. Nhà thơ Huy Cận sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919. Ông là một trong số ít người có công đầu định hình phong trào thơ mới với phong cách nổi bật và riêng biệt. Nếu như Thế Lữ là hồn thơ rộng mở, Lưu Trọng Lư mơ màng, Nguyễn Bính đậm chất thôn quê, Xuân Diệu thiết tha dạo dực, thì Huy Cận là một hồn thơ ảo não với nỗi buồn vũ trụ và nhân thế, một nỗi buồn thời cuộc của cả một thế hệ trước cách mạng tháng 8. Thực ra sao trục địa phải trốn nó. Nó có phải sao tốt đẹp thì cho các. Thì trong những chỗ trốn thì cái chỗ trốn Xuân Hiếu Cần là cái chỗ trốn dễ chấp nhận nhất, là trốn về cái buồn, để không trốn vào thượng lạc, không trốn lên tiên, không trốn vào say, không trốn vào điên loạn như hoàn tử nhé. Mà cái buồn là cái buồn của thời đại. Với cái buồn đó, ông đi vào cách mạng rất dễ. Huy Cận là một trong những văn sĩ từ thơ mới đi theo cách mạng sớm nhất. Mất hàng chục năm để ông chững lại, suy ngẫm. Nhưng những tập thơ sau này như Trời mỗi ngày lại sáng, Đất nở hoa, Bài thơ cuộc đời đã khẳng định Huy Cận tiếp tục đứng ở vị trí hàng đầu của đội ngũ các nhà thơ cách mạng. Đặc điểm cái phong cách Huy Cận là như vậy, tức là tính triết học rút vào gốc rễ của vấn đề, cho thơ ông nó bền chắc. Huy Cận là người giữ được trước sau nó thăng bằng nhau, và nhìn toàn đời thì ông Huy Cận là thơ ông vẫn tiến lên. Hiếm hoi có một nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20 thành công suốt cả sự nghiệp với một phong cách ổn định. Hiếm có một văn sĩ lại gánh trọng trách một nhà quản lý hài hòa và trọn vẹn. Nhà thơ ấy chính là Huy Cận. Lớp lớp mây cao đùn núi bảng, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa,
lòng quê rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Tác giả của Trạc Giang giờ đã là cánh chim bay về sau núi Bạc, nhưng sự nghiệp thơ ca mà ông để lại đã thuộc về di sản tinh thần của nhiều thế hệ độc giả, với những dấu ấn không thể phai mờ. Nếu như với nhiều cặp đôi, chụp ảnh cưới là một việc không thể thiếu trước ngày trọng đại, thì đối với người khuyết tật, đó đôi khi lại là một điều xa vời, bởi nhiều điều kiện không cho phép. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một câu chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt hơn 2 năm qua, nhóm chụp ảnh Thiện Tâm Charity bao gồm nhiều thợ ảnh trong thành phố đã thực hiện công việc chụp ảnh cưới hoàn toàn miễn phí cho người khuyết tật. Mỗi tháng từ 2 đến 3 cặp đôi được lựa chọn. Mỗi buổi chụp thường có đến 10 đến 20 người cùng hỗ trợ mọi công việc. Và cứ như thế, nhiều bộ ảnh cùng nhiều hạnh phúc đã được ra đời. Xin chụp ảnh cưới mà gia đình hai bên nó không cho. Khi em được anh chị trong nhóm thông báo và lên lịch là em rất mừng, rất vui. Em nhìn vợ em lạ lắm, đẹp, không tưởng tượng của mình, quá tuyệt vời. Hơi hồi hộp thì mình không biết có làm được theo ý của các anh chị không. Tại mình cũng hơi khó khăn. Có nhiều cặp là nói là em mơ được hai vợ chồng tới studio thuê vài bộ đồ để chụp vài tấm kỷ niệm thôi. Thậm chí có cặp là ở nhau rồi cũng chưa có đám cưới luôn. Đâm ra là đồ vest, đồ cưới đối với họ là lần đầu tiên luôn. Họ có những câu nói làm cho người thợ cũng cảm thấy vui nữa. Cháu, em, trời sao vậy, em mệt lắm em. Họ cảm thấy xúc động khi thấy nhóm săn sóc lo lắng cho họ. Rồi ra chụp ảnh nữa, họ có bao giờ chụp đâu. Cái đâm ra là họ rất là ngượng ngùng trước ống kính. Thì đâm ra là các anh em là hay dở, gần gũi với họ để họ vui cười. Họ quên đi là họ đang là diễn viên. Tay em để tự nhiên thôi, mặt em áp sát vô. Rồi, cười nhẹ thôi. Này đang tình tứ mà đó. Rồi tới lúc trao album vậy, họ cầm được album rất là đẹp. Cái đâm ra là đó cũng là cái động lực cho các anh em mà cứ duy trì nhóm tới giờ. Được mà hình album trao đó, tự nhiên mình vợ chồng xúc động lắm á. Mà không lẽ nào mình khóc kỳ đó. Nhưng mà thấy là mừng. Chứ làm sao như bạn chị mà được có cái điều kiện mà để làm nó được. Có được cái hình ảnh đó để kỷ niệm. Những người có con thì sao mình lấy cái dẫn chứng đó mình dạy được con mình. Bố mẹ cũng tặc vậy mà cũng được có cái ảnh kỷ niệm này kia nọ. Để cho con nó sẽ làm nêu gương mình. Nó đừng làm những cái điều xấu đó. Coi như là mình duy trì hết mức có thể. Duyên mình còn, anh em còn ủng hộ mình là mình còn vẫn còn duy trì. Chưa ai thấy mệt đó. Không có đi chụp là tụi nó buồn rồi đó nhắc. Sao anh? Xét kèo chụp đi chứ. Lên bài chụp đi chứ. Lên. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt 4 phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go cũng như là qua ứng dụng VTV Go của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.